Nước sạch là nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thường xuyên xảy ra tình trạng mất nước sinh hoạt do sự cố vỡ hoặc là hư hỏng đường ống nước. Vấn đề đặt ra là đang có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa doanh nghiệp, người dân cũng như chính quyền địa phương khi xảy ra sự cố. Cách đây không lâu, chỉ vì một mố nối đường ống bị nứt vỡ, trong khi cả người dân và doanh nghiệp đều không chịu trách nhiệm sửa chữa, xử lý, khiến cho hơn 1.000 hộ dân thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động phải chịu cảnh mất nước hơn một tuần. Những sự việc nhùng nhằng như thế này xảy ra không phải một lần, mà nhiều lần, không chỉ tại một địa phương mà còn xảy ra ở không ít địa phương khác như tại xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, xã Mai Động, huyện Kim Động, xã Tạ Trạch, huyện Khoái Châu hay tại phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hảo. Toàn dân ở cả cái xóm này rất là bức xúc bởi vì bây giờ đường ống ở đâu hỏng ấy, dân phải đóng vào. Mà người dân chúng tôi chỉ mua nước từ sau đồng hồ. Tỉnh Hưng Yên hiện có 42 nhà máy cấp nước và một mạng lưới đường ống hoàn chỉnh có thể cung cấp nước sạch cho 181 xã phường thị trấn. Mặc dù đã được lắp đặt ổn định, song tình trạng vỡ, hỏng đường ống xảy ra thường xuyên do các nguyên nhân bên ngoài tác động như thi công đường, đốt rác, bao quyệt. Vấn đề là khi xảy ra sự cố, sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp, người dân trong sửa chữa khắc phục còn có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các bên đều tỏ ra rất bức xúc trong khi thiệt hại, bất tiện không loại trừ bên nào. Xử lý những sự cố là doanh nghiệp còn chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Họ sẽ cắt từ cái chỗ sự cố đến những cái đồng hồ công tơ ở sau, người dân là phải đóng tiền vào thì mới cấp nước lại. Đây là một cái vấn đề rất bức xúc đối với người dân. Thời gian qua thì một số những cái tuyến đường nông thôn đang được nâng cấp, sửa chữa và cải tạo, ảnh hưởng nghiêm trọng tới những cái hệ thống đường ống dẫn nước mà đã được xây dựng trước đó. Trung bình một năm các sự cố xảy ra nó hàng trăm sự cố, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Có những sự cố diễn ra hàng rất nhiều lần, doanh nghiệp rất là bức xúc. Nghị định số 117 năm 2007 của Chính phủ quy định, đơn vị cấp nước có nghĩa vụ tuân thủ các quy trình quy phạm vận hành hệ thống cấp nước. Tuy nhiên, trong quy định cũng nêu rõ, trong một số trường hợp, việc hư hỏng đường ống do chính khách hàng sử dụng nước hoặc bên thứ ba gây ra phải chịu trách nhiệm cụ thể. Tại Nghị định 117 năm 2007 của Chính phủ, quy định đơn vị cấp nước có quyền được yêu cầu bồi thường đối với khách hàng của mình. Mức xử phạt thì tùy theo cái tính chất và mức độ của hành vi, từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Nặng hơn nữa, nếu như cái hành vi mà hủy hoại tài sản đường là đường ống nước và các cái vật tư ngành nước đó, nếu như đủ cái yếu tố cấu thành tội hủy hoại tài sản thì có thể là phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự đến cái mức là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm theo quy định của pháp luật. Có thể thấy việc bảo vệ hệ thống cấp nước là trách nhiệm chung không chỉ của đơn vị cung cấp, khách hàng sử dụng nước mà cả chính quyền địa phương. Vì vậy, mỗi chủ thể cần nâng cao vai trò của mình, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm để đảm bảo sự hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhu cầu thiết yếu của người dân cũng như ổn định tình hình tại địa phương.